Chào tất cả mọi người, hôm nay giày Nam.com xin giới thiệu tất cả mọi người một mẫu giày công sở mới. Một mẫu giày có mã là BD99205 màu đen. Thì mẫu giày này là được sản xuất từ thương hiệu Savato, một thương hiệu rất là nổi tiếng mà thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng. Đấy, chắc hẳn ai cũng biết đến thương hiệu này. Thì mẫu giày này được thiết kế 100 được làm ra từ 100% bằng da bò thật, da bò nguyên tấm, với những đường chỉ khâu rất là chắc chắn, tạo điểm nhấn cho đôi giày. Mặc dù là thiết kế rất là đơn giản, không có gì là quá cầu kỳ cả, thế nhưng mà vẫn tạo lên được một cái nét đẹp rất là thu hút. Phần đế thì được làm bằng đế cao su đúc, đi rất là mềm và êm, không sợ bị đau chân. Đấy, phần lót thì được in thương hiệu của Savato. Mẫu giày này thì với được làm trên công nghệ rất là mới, cho nên là da của mẫu giày này được xử lý rất là bóng đẹp. Hiện tại thì cửa hàng mình đang sale mẫu này với chỉ còn là 1.150.000. Mẫu giày này thì phù hợp với lại là dân công sở. Anh chị nào công sở mà thích sự đơn giản thì chắc chắn là không thể bỏ qua được mẫu sản phẩm này. Đấy. Mẫu giày này thì có thể kết hợp với lại là quần Âu, quần kaki, quần thô, đều rất là đẹp. Nếu ai ưng mẫu sản phẩm này thì hãy để lại ngay số điện thoại bên dưới video, thì bên mình sẽ có nhân viên liên hệ lại để giúp anh em đặt hàng. Hiện tại thì bên mình đang hỗ trợ 100% phí vận chuyển. Đi cùng với đó là khi mà anh em được nhận hàng thì sẽ được bóc hộp, mở hàng, kiểm tra và đi thử trước khi thanh toán. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video này.